Kính thưa cô Thị Bình, người sáng lập trường ABU và các thầy cô giáo trường ABU. Kính thưa các phụ huynh học sinh cùng toàn thể quý vị và học sinh trường ABU. Hôm nay quả là một ngày trọng đại cho tất cả chúng ta có mặt tại hội trường trường ABU Đà Nẵng để chứng kiến lễ tốt nghiệp thật là trang trọng và vinh danh các học sinh thuộc hệ thống trường ABU đã thật thành tích tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023. Thật là vinh dự cho tôi ở đây với thành phố Đà Nẵng đẹp mến yêu được bày tỏ cảm xúc của mình cùng quý vị về lễ tốt nghiệp trang trọng này. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là phụ huynh của hai cháu học tại trường ABU thành phố Hồ Chí Minh, học từ lớp 1 cấp tiểu học cho đến nay, đó là cháu Bill, tên tiếng Việt là Phạm Phú An, học sinh tốt nghiệp năm 2023 năm nay, và cháu Billy, tên tiếng Việt là Phạm Cát Anh, học sinh lớp 8 tại trường ABU thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, cho phép tôi được bày tỏ cảm xúc ấn tượng nhất và mãi lắng đọng trong tôi về trường ABU từ ngày đầu tiên đến trường ABU vào những năm 2011 cho đến nay tại lễ tốt nghiệp này, đó là cảm nhận rõ ý nghĩa về sự khác biệt của trường ABU và niềm tin dẫn lối cho tôi gửi gắm hai con trai đi học tại trường ABU thành phố Hồ Chí Minh từ cấp tiểu học cho đến trung học phổ thông. Cũng như các phụ huynh học sinh khác từ mọi vùng miền tổ quốc, từ các quốc gia khác đến, việc chọn trường con để học luôn là một việc hệ trọng và là nỗi niềm trăn trở của tất cả các bậc phụ huynh chúng ta. Sự thật là ngoài công sinh thành thiêng liêng của cha mẹ, công nuôi dưỡng, truyền dạy kiến thức học thuật và các kỹ năng sống với kỳ vọng về một đứa trẻ, các học sinh bé nhỏ chập chững bước đi trở thành những công dân đáng tự hào là việc vô cùng to lớn và đòi hỏi nhiều sức lực, nhiều nguồn lực, gian lao lâu dài, tựa như thuở sơ khai, như khởi đầu gieo hạt ươm mầm hy vọng. Thật may mắn cho chúng ta, trường ABU tại Việt Nam là nơi hội tụ đủ mọi điều kiện, nguồn lực, sẵn sàng gánh vác và thấu hiểu thay nỗi niềm trăn trở này của chúng ta, và đã tạo ra sự khác biệt để đáp ứng toàn bộ cái nhu cầu nguyện vọng của phụ huynh chúng ta. Đó là với chương trình dạy học cấp độ quốc tế được cập nhật liên tục, bao gồm giáo trình và sách dạy theo chương trình của Mỹ, bang California, giáo viên dạy là những giáo viên quốc tịch Mỹ bản địa và giáo viên quốc tế khác đều có những bằng cấp và trình độ quốc tế đã được kiểm chứng và xác thực. Ngôn ngữ dạy trong trường ABU là tiếng Anh Mỹ. Ngoài chương trình dạy còn rất nhiều yếu tố khác mà tạo nên sự khác biệt mà chỉ có ở trường ABU phải kể đến, đó là giá trị điểm GPA trường ABU chấm cho các học sinh học tại Việt Nam có giá trị như học tại Mỹ, chương trình cầu nối đại học, chương trình thi SAT, v.v. Thật là ấn tượng khi vợ chồng chúng tôi được tiếp đón ân cần chú đáo, những lời chân thành của người sáng lập trường, đồng thời là hiệu trưởng trường ABU thành phố Hồ Chí Minh lúc đó chính là cô Thi Bình, và các trưởng bộ phận trường ABU như cô Ly, cô Lương, cô Huệ, v.v. Sự khác biệt của trường ABU luôn thể hiện tính ưu việt. Và sự thật, trường ABU đã hiện thực hóa tạo ra một môi trường giáo dục xứng tầm quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng, với mục tiêu rõ ràng là tạo ra một sản phẩm tầm quốc tế, đó là đào tạo ra những công dân toàn cầu bất kể ở cấp học nào. Với gia đình chúng tôi, đó chính là những tiêu chí ước mong cần đạt đến và là nền tảng của niềm tin dẫn lối chúng tôi gửi gắm hai con trai theo học tại trường ABU 12 năm tại trường ABU từ cấp tiểu học cho đến nay. Kính thưa quý vị, cho phép tôi được phép tiếp theo được bày tỏ cảm xúc về thành tựu sâu sắc nhất
đối với tôi tại buổi lễ tốt nghiệp trang trọng này, đó là kết quả khác biệt của trường ABU và sự trưởng thành mạnh mẽ của học sinh ABU. Thật là tuyệt vời và đầy cảm xúc khi được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành thực sự của học sinh ABU nói chung và đặc biệt là toàn bộ học sinh trung học phổ thông tốt nghiệp năm nay. Bởi lẽ các em được đào tạo trong một môi trường luôn biết tôn trọng sự khác biệt. Một môi trường ABU khác biệt luôn tạo động lực cho các em vươn lên không ngừng. Đó là dạy cho các em thấu hiểu được sự vật xung quanh, biết lắng nghe khiêm tốn và trở nên cởi mở hơn với những điều mới lạ, thỏa sức tự do sáng tạo và hiện thực hóa giấc mơ của mình. Kết quả là học sinh ABU đã biết cách tự hoàn thiện chính mình với tư duy và trình độ tư duy ở tầm quốc tế, vượt qua những khuôn khổ, những biên giới, giới hạn tư duy của những văn hóa và tôn giáo thông thường, cố hữu để hội nhập nhanh và sâu rộng, sánh vai với các công dân toàn cầu trên năm châu, trên toàn thế giới. Thật là tự hào thay, học sinh ABU nói tiếng Anh Mỹ với âm vực chuẩn như người Mỹ bản địa. Và hơn thế nữa, đó là một hệ tiếng Anh đạt trình học thuật, nhân cách, ứng xử, đạo đức chuẩn mực, ngày một hoàn thiện với bạn bè, với cha mẹ, thầy, cô giáo, đặc biệt đã được tôi luyện, trải nghiệm qua các cuộc thảo luận nhóm, tự làm đạo diễn phim và tham gia các buổi giao lưu quốc tế tại các buổi tọa đàm tham luận tại diễn đàn tổ chức tại Singapore do nhà trường ABU tổ chức hàng năm cho các em. Với các kỹ năng giao tiếp thành thạo được học, được trải nghiệm đó, cùng với công sức học tập sáng tạo của các em và sự tận tâm dạy dỗ của các thầy cô giáo, trường ABU rõ ràng điểm GPA hôm nay của từng học sinh tốt nghiệp hôm nay là minh chứng rõ nét nhất. Và chắc chắn rồi, học bổng của các em hôm nay được trao trong buổi lễ tốt nghiệp này sau đây sẽ là thành tựu tuyệt vời, xác nhận về sự cố gắng đó. Không chỉ là công sức của các em mà còn là công sức to lớn của trường ABU đã hỗ trợ thủ tục, tư vấn, giúp sức cho các em có được học bổng danh dự này. Tôi tin tưởng rằng lễ tốt nghiệp đầy cảm xúc hôm nay sẽ làm rung động rất nhiều trái tim trong khán phòng này, nhất là sự bồi hồi của các thầy cô giáo và sự bồi hồi khó tả của các bậc phụ huynh chúng ta. Bởi lẽ lễ tốt nghiệp này chính là sự kiện đánh dấu bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời của các em về hành trình của sự trưởng thành, và là dấu ấn của ngày trọng đại, đó là ngày hoa nở trên cây, trái chín cuống rụng như ước mong của tất cả chúng ta hôm nay. Tiếp theo sau đây, tôi xin được gửi đôi lời nhắn nhủ đến cho tất cả các em học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Các em học sinh thân mến, hôm nay sự kiện lễ tốt nghiệp trang trọng này nó là thời điểm vàng kết thúc tuổi học sinh niên thiếu của các em, đánh dấu sự trưởng thành của các con, đồng thời là sự khởi đầu trong hành trình tiếp theo tuy vất vả hơn nhưng sẽ tràn đầy nhiều điểm thú vị và tình yêu. Điều đó sẽ tiếp sức và giúp các con được quyền lựa chọn, biến đậu thành công trong nghề nghiệp và tìm được hạnh phúc cân bằng trong cuộc sống. Rõ ràng các con hôm nay là những người may mắn nhất trong tất cả những người may mắn. Bởi lẽ đến ngày hôm nay các con có được nền bóng căn bản ban đầu, đó là đã hội đủ điều kiện nền tảng là công dân toàn cầu rồi. Vấn đề ở chỗ các con có muốn trở thành công dân toàn cầu hay không, đó là vấn đề của các con và phụ thuộc vào quyết định của các con có mong ước và quyết tâm đạt nó hay không. Tương lai đó do các con quyết định và sẽ được khẳng định tiếp từ chặng đường đại học sắp tới cho đến suốt hành trình sự nghiệp về đích của các con sau này. Hãy nhớ rằng hôm nay là ngày các con
như những chú chim đại bàng bắt đầu trưởng thành, tung cánh, bay lên, bay cao, bay xa trên bầu dầu trời tự do của học thuật và về đích thành công trên hành trình sự nghiệp cho riêng mình. Các con hãy tin rằng cha mẹ, thầy cô, gia đình luôn dõi theo và đồng hành cùng các con, và hãy nhớ rằng hãy tin tưởng vào bản thân, hãy luôn là chính mình, hãy sống với hình và bóng của chính mình, đừng sống bằng hình bóng và cuộc đời của người khác. Hãy tôn trọng sự khác biệt, đấy mới là thành công và trưởng thành thực sự. Hãy làm điều đúng đắn, vì đó là điều đúng đắn. Thời gian sẽ là người mẹ hiền cho các con tất cả. Chúc các con thành công và hạnh phúc. Kính thưa quý vị, tại lễ tốt nghiệp trang trọng này, cho phép tôi được gửi lời chúc chân thành đến các bậc, đến chân thành đến toàn thể các bậc phụ huynh học sinh, sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các thầy cô giáo đã và đang dạy tại trường ABU, những người có công lao to lớn. Bởi lẽ thầy cô giáo là những người đưa các em đến bến bờ kiến thức của học thuật, bến bờ khởi nguồn của sự trưởng thành. Đặc biệt cho phép tôi gửi lời cảm ơn rất nhiều đến thầy Bưu Phạm, một ở thành phố Hồ Chí Minh, một nhà giáo đã tận tâm truyền đạt kỹ năng học thuật và giúp cho học sinh định hình được hướng nghiệp. Trong đó có con trai tôi, cháu Bưu thấy được cơ hội để được lựa chọn. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô Thị Bình, người sáng lập, vị thuyền trưởng đầy tâm huyết đã tạo ra một môi trường giáo dục tuyệt vời, và cảm ơn cô đã cho chúng ta thấy một lộ trình học tập từng ngày cho con em chúng tôi. Cảm ơn toàn thể anh chị em, các bộ phận trưởng trường ABU đã biệt mài chăm sóc, trợ giúp cho con em chúng tôi tại trường ABU. Chân thành cảm ơn rất nhiều vì sự lắng nghe của quý vị. Trân trọng. Cảm ơn.